nói là cái lực lượng của mình nó càng ngày càng lớn mạnh. Và lúc bây giờ thì xe cổ trong này vận chuyển thì trước đây mình mua của quân đội Hoàng gia Campuchia, xe GMC, mình về mình tháo bỏ cái máy cũ, mua cái máy dầu Pekin 354 lắp vào để mà vận chuyển, thì xe đó chỉ chở 4 tấn thôi. Rồi là nói chung khi đánh lên Campuchia, đánh chỗ nào thì ưu tiên là đi thu chiến lợi phẩm là ô tô để về mình phát triển cái lực lượng vận chuyển của mình. Mà lúc bây giờ trong này tụi tôi nghe nói là lái Lào, lúc bây giờ kêu đường dây 59 là kêu là anh em lái Lào, nghe nói là anh em là khi mà gặp máy bay đánh thì khi là bỏ xe chạy, chấp nhận để cho bắn vé xe. Đấy, cho nên tôi còn nghe một cái giai thoại nữa, anh em mới nói là cụ Đinh Đức Thiện á, lúc giờ là đường dây 59, phụ trách đường dây 59 á, là cụ mới nói với anh lái xe mấy anh lái xe miền Bắc á, mà tôi nghe nói không biết là nói thật hay là nói vui, anh em mới nói là ông Thiện cũng chỉ mặt tụi tao, nói chúng mày là lũ là phá thuê xe cho đế quốc Mỹ. Tức là chiến trường ác liệt quá, xe cổ hư nhiều, hỏng nhiều, mất nhiều. Còn chúng tôi ở trong này đó, lái xe đó, anh em mới nói nhau lúc mà bị địch bắn phá nhiều, mới nói nhau đứa nào bị thương hoặc chết ở trên xe đó, thì mới mang vô. Còn đứa nào mà chạy xuống đường mà chết đó, là không thèm cho ông, tức là bị mày bỏ xe, mày không quý chiếc xe, cho nên phải cứu chiếc xe trước, chứ mạng mình là không được, chú ý. Thì anh em nói vui như thế, nhưng cũng không bao giờ xảy ra trường hợp đó. Thì tôi ở đó là cái đoàn 85, là tôi xuống, tôi đầu tiên là bởi vì anh em xe ra đẩy xe đạp thồ mình thì hay hư hỏng hóc, cho nên ở dưới này mới yêu cầu là phải có những bộ phận sửa chữa xe đạp thồ bằng cách là hàn khung. Cho nên ông già tôi ông mới đào tạo một số anh em hàn thợ hàn để mà đưa xuống này lo sửa chữa. Thì lúc bây giờ là ông mới cho tôi đi bộ đội. Mà lúc bây giờ tôi đi bộ đội là 1 tháng 7, năm 67, lại coi như mới hơn 15 tuổi rồi. Rồi cũng phải đi học hàng, hàng điện, hàng gió để xuống này tổ chức sản xuất, để sửa chữa. Nhưng mà thật ra xuống này thì cái yếu tố mà hàng thì không được, bởi vì mình không có oxy. Không có oxy là không hàng được. Đấy, cho nên chỉ sửa chữa lắp ráp. Xe là từ trên Campuchia là sản xuất rồi, mới bó lại lắp ráp trước một số bộ phận, thí dụ như là lắp ráp là cái bộ đùm giữa. À, rồi cái vành bắt câm rồi, sẵn rồi, đưa xuống như này. Xuống như này thì chúng tôi chỉ là ráp cái phuộc trước, rồi ráp vành, ráp ấy, giờ ráp pedal thì đi đùa đĩa, xích đít này kia vô, rồi thành chiếc xe, rồi để đó, rồi mới cấp phát cho anh em xe đạp thồ. Thì tôi làm được một thời gian thì là thủ trưởng mới nói thôi giờ Thanh mày qua giữ kho. Nói thế thôi chứ cũng không ai kêu tụi giữ kho phải làm cái gì, tôi cũng không biết làm sao. Thì kêu giữ thì mình giữ. Ê, rồi cũng đi cất nhà kho này kia nọ để xe đạp vào. Rồi tới cuối tháng thì mấy ông này mày báo cáo coi tháng này mày phát cho các đơn vị bao nhiêu, và còn trong kho bao nhiêu. Tôi nói trời cháu đâu có biết gì đâu. Ông nói mày phải làm báo cáo, mỗi cuối tháng là phải làm báo cáo. Báo cáo là trong tháng là mày phát cho ai. À, là có phiếu xuống mình phải tập hợp để mình báo, rồi mình báo lại bây giờ cho mấy chú biết là trong kho còn cái gì để mấy chú còn biết phân phối cho các đơn vị. Tôi về tôi ngồi tôi nghĩ thì bây giờ làm sao giờ mà không một ai chỉ cả. Cuối cùng tôi nghĩ xe từ trên đoàn quẩy đưa xuống là mình nhận, rồi ở trong thủ trưởng viết phiếu đưa ra mình cấp, vậy là mình sẽ còn bắt đầu tôi mới ghi bây giờ nhập đoàn quẩy nhập xuống bao nhiêu, là phát bao nhiêu, còn bao nhiêu. Này, báo cáo ông nói, mày phải thêm cái cột hồi cái tháng đó mày còn bao nhiêu, mày đưa qua tháng sau là tồn tháng trước là bao nhiêu. Đây thì bắt đầu tôi mới tự làm cái đó, rồi báo cáo rồi gửi hàng tháng. Thì tôi ở cái đơn vị đó là đoàn 85, sau mới thành lập cái đoàn 70, ở được thời gian rồi là ở trên mới cho tôi đi học ô tô. Thì đi học ô tô lúc bây giờ bởi vì cái nhu cầu mình cần nhiều, xe cần nhiều cho nên phải cần lái xe. Cho nên mới thành lập cái trường H26 là cái trường lái xe. Thì ở chiến trường Điện Đông đó, nó có rất nhiều cái trường huấn luyện mà họ lấy phiên hiệu là chữ H đầu tiên là chữ huấn luyện. Thí dụ như thông tin thì có H19, hậu cần là có H21, rồi quân y thì gì hình như H24. Rồi cái trường của tôi là H26 là trường lái xe.
Cho nên là khi mà nói điều đó thì có nhiều người trong trường mà cũng đào tạo lái xe, đào tạo sao? Thì là những ông mấy ông thầy tôi hồi xưa ông ra ngoài Bắc đó, là ông đi học ở trường lái xe tiến bộ. Mà ở trường về trường học với ông mới kể chuyện nói tụi mày bây giờ đi học sướng lắm. Nói sao sướng? Nói giờ cái trường huấn luyện giờ đây này huấn luyện có 3 tháng thôi. Còn tụi tao hồi xưa đi ra trường tiến bộ học là 18 tháng mới ra khỏi trường. Hỏi trời ơi học lái xe mà mới anh mấy chú học 18 tháng nữa. 6 tháng đầu vô trường là đi xây dựng, sản xuất để cho cái nhóm đang học nó học. Nó học xong rồi thì tụi tao bắt đầu mới vô học. Thì cái nhóm khác chịu sinh tới là ngồi đó chờ 6 tháng đó lo lao động xây dựng doanh trại, xây dựng trường. Rồi tụi tao học xong 6 tháng đó, bắt đầu mới ra ở lại trường tiếp tục xây dựng 6 tháng nữa rồi mới được ra khỏi trường mới đi lái. Nhưng trong này thì chiến trường cần cho nên là chỉ làm có 3 tháng. Nhưng mà nhiều nó nói ở thành phố ai dạy tới 3 tháng, đúng không? Nhưng mà chúng tôi học là gì? Vừa học lý thuyết, vừa học lái xe, chứ không phải học lái đâu. Có nghĩa là một người lái xe học xong ra ít nhất phải làm được cái tiểu tu, tức là những sửa chữa nhỏ, và một số việc của trung tu. Còn những một số việc của trung tu với đại tu là phải đưa vô xưởng. Cho nên trong chiến trường ở hậu cần họ bố trí cũng rất nhiều những đơn vị, là thí dụ là thủ trưởng cục là lo chỉ đạo chung, thì nó có cái phòng tham mưu, tức là lo coi là cái nhu cầu của bộ đội cần cái gì, phân phát cho ai là cái gì, chuẩn bị súng đạn gì gì đó. Kế đó là tới cái phòng quân nhu là lo về quân trang, rồi phòng quân giới là lo về quân dụng, là phòng quân y là lo về chăm sóc sức khỏe điều trị, rồi tới cái phòng hậu cần, ở cái phòng tài vụ, rồi tới cái phòng quản trị là lo tất cả các thứ là ăn uống phục vụ kia cho các đơn vị, rồi tới cái phòng tiếp liệu là phòng 8. Sau đó thì phòng 8 có lúc là mới chấm dứt cái hoạt động của nó. Rồi kế đó là phòng 9 là phòng vận tải. Rồi tới năm 73 thì mới thành lập lại cái phòng xăng dầu, tách riêng ra xăng dầu riêng, vận tải riêng, thì lấy lại phương hiệu đồng tạm. Tới chừng về cái vùng Lộc Ninh ở sau hiệp định Paris á, rồi nó có phòng 10 là phòng sản xuất, là phòng nó chuyên đi sản xuất, trồng mì, trồng rau, trồng củ, trồng bắp này kia, nó lo lực lượng. Rồi tới sau đó là còn phòng 11 là văn phòng của cục hậu cần, của thủ trưởng cục là phòng 11. Rồi sau năm 73 về Lộc Ninh thì mới thành lập cái phòng doanh trại là phòng 12. Thì sau đó ông già tôi mới về đó làm là trưởng ban kế hoạch của phòng doanh trại. Rồi lập lại một cái phòng là phòng 11, là lúc bây giờ giám phòng cục không kêu phòng nữa mà kêu là giám phòng cục Tây, còn lập thành một phòng vật tư, lo vấn đề tất cả các thứ vật tư. Đó là những cái đơn vị cơ cấu của cái cục hậu cần miền cho tới năm 73 nó hình thành nó đầy đủ như thế, tất cả lo tất cả các thứ. Mà vũ khí súng đạn là sau khi mà mình bị cắt con đường Campuchia rồi, và thì lúc đó giờ là đường Trường Sơn đưa về cái vùng là cái phía đông bắc Campuchia, rồi đưa dọc theo sông Mekong chuyển dần xuống dưới này, chuyển dần tới cái vùng tỉnh Krache này kia, rồi mới tạt ngang đưa về biên giới. Còn gạo nước là mình vẫn ăn gạo của Campuchia. Cho nên lúc bây giờ là sau khi mà sau năm 70 đó, cái đoạn 17 là nó chấm dứt hoạt động của nó rồi, thì mình mới thành lập cái đoạn 500 đưa lực lượng qua tới cái tỉnh, cái đồng bằng biển Hồ, cái tỉnh Cồn Thơm là cái tỉnh lúa gạo thuộc loại lớn nhất Campuchia đó, là mua lúa gạo từ đó mới dẫn chuyển qua sông Mekong rồi đưa về biên giới, rồi một số thì đưa ra tới đoạn cái binh trạm 37 của B3 ở ngoài Tây Nguyên. Cho nên gạo nước ăn trong này là chính, chứ gạo nước miền Bắc nó thật ra không đưa được trong này, mà ưu tiên đưa súng đạn là chính. Và cũng có lúc chúng tôi cũng ăn được cái gạo Trung Quốc năm 70. Trời ơi, cái hạt gạo nó to, tôi nói nó to cậu bằng cái cổng này nè, nó dài vậy nè. Một loại là màu trắng, một loại màu đỏ, mà khi mình nấu lên á là nó không có nhựa, hạt gạo nó rời giống như nó sống vậy đó, mà ăn vô thì không ai chịu ăn hết, nó dở không chịu được. Đấy, thì có đợt năm 70 chúng tôi có thử được cái gạo, và Trung Quốc cũng có giúp cho mình một số xe Phượng Hoàng. Ở ngoài Bắc được xe Phượng Hoàng đúng không? Đúng rồi. Nhưng xe Phượng Hoàng không ăn thua gì hết. Không thua. Nói chung nó thua xe của mình xa, thua xe Titoni của mình, thua xe con anh nằm của mình. Cho nên là phát cho bộ đội là không có ai chịu nhận hết. Là có đưa vào một số xe Phượng Hoàng. Đó năm 70 tôi có thấy đó.
Bác Thanh cho em hỏi chút. Nghe câu chuyện của bác thì hình như là những cái này nó đều diễn ra ở trên đất Campuchia. Ở như vậy thì lúc đấy thì là gia đình bác đang ở đâu? Gia đình tôi là quê là Rạch Giá. Năm 54 thì ba tôi là được tiêu chuẩn đi tập kết. Rồi má tôi cũng có lúc là làm thư ký cho cái hội phụ nữ Phú Quốc của tỉnh Rạch Giá, là làm thư ký cho bà Nguyễn Thị Được. Nhưng sau đó là khi mà có gia đình sanh tôi thì má tôi bệnh cho nên là mới nghỉ không có công tác nữa. Thì ba tôi là muốn là xin cho bà già tôi với tôi được đi tập kết. Nhưng ở trên là không đủ tiêu chuẩn, chỉ một mình ông đi thôi. Thì ông nói vậy thôi, ông không đi. Không đi thì ở lại. Lúc bây giờ mình phải để cán bộ lại. Thì ông ở lại hoạt động Rạch Giá. Thì lúc bây giờ ông là chính trị viên thị độ Rạch Giá. Và cái anh Phạm Dữ là thị độ trưởng thị độ Rạch Giá. Ảnh ra anh chiêu hội, mà lúc bây giờ kêu là hội chánh. Cái thời Ngô Đình Diệm kêu là hội chánh. Thì anh ra hội chánh thì cũng chỉ bắt già thôi. Nhưng may mắn cũng có một anh cán bộ cấp thấp cũng đi hội chánh, cũng làm cho công an, cảnh sát của Ngụy. Thì ảnh mới nói với một người bà con về thông báo cho ông già tôi, nói là giờ đó nó tới nhà bắt. Thì ông già tôi cũng chạy thoát, chạy lên Sài Gòn. Ông ở trên Sài Gòn, ông có một người chú. Ông chú này là em gia em của ông nội tôi, em bà con. Thì ông chú ông cũng làm cho cảnh sát. Thì lên trên đó là tá túc ở nhà ông. Rồi một thời gian sau ông liên lạc về Rạch Giá. Thì ở dưới êm thì tổ chức mới kêu thôi bây giờ trở về hoạt động tiếp. Thì ông lại về hoạt động ở Rạch Sỏi. Mà hễ ông hoạt động, hễ mình hoạt động thì nó biết. Thí dụ có trường đơn này, nó có phong trào nè, thì bắt đầu đi lùng tìm. Thì nó rượt bắt ông lần thứ hai nữa. Ông cũng chạy thoát lên Sài Gòn. Thì lần thứ hai này nó bắt ra là coi như là cái dây, cái hệ thống của ông nó bắt không còn người nào ở trên rồi. Cho nên sau đó thì ông mới liên lạc được với bà Nguyễn Thị Được, mới báo cáo bà Được. Bà Được nói thôi bây giờ cứ tạm lánh Sài Gòn đi, rồi để chờ cơ hội có gì thì tổ chức móc đáp về. Nhưng mà khi lên Sài Gòn thì ông phải đi làm nghề sinh sống. Thì ông mới vô làm cho một cái tiệm đờn bây giờ ở đường Bạch Đằng, quận Phú Nhuận. Vì ông già tôi có nghề làm đờn, đóng đờn. Thì bác Tư tôi đó, là ông đã ở Campuchia rồi. Cho nên là ông về với này ông thăm thì ông gặp ông già tôi, ông nói tao thấy anh em dưới miền Nam lên nhiều lắm. Ông là dân chứ ông không tham gia, nhưng ông biết. Nhưng mà tao thấy anh em dưới miền Nam lên nhiều lắm. Không ấy mày lên Campuchia thì mày cũng tham gia với anh em cái gì vậy? Thì lúc bây giờ ông già tôi bơ vơ không còn cách gì khác, cho nên ông mới nghe lời ông anh mới lên Campuchia ở cái tỉnh Cồng Chàm. Nhưng thật ra cái thâm ý của ông anh á là ông muốn ông già tôi lên để làm cho ông. Bởi ông bác tôi cũng nghề thợ mộc nhưng không giỏi bằng ông già tôi. Nhưng ông lại có đầu óc kinh doanh, cho nên ông đã có một cái tiệm bán bàn ghế rồi. Cho nên ông muốn ông già tôi lên để làm cho ông, mà nghề ông giỏi thì bán đắt lắm. Thì ông già tôi cũng được phải lên. Nhưng lên trên đó thì ông mới là tự gây dựng phong trào, vận động quần chúng. Vì ông già tôi thì lúc đó ông chỉ dân chánh chứ ông không có quân đội. Nhưng ông đi tới đâu là ông xây dựng cơ sở tới đó. Cho nên ông lên đó ông vận động Việt Kiều này kia xây dựng phong trào. Thì tự nhiên thì nó có phong trào, ví dụ phong trào chống dốt, phong trào là tương thân tương ái, đấy, giúp đỡ nhau. Rồi ổng là thợ mộc, cho nên là trong xóm mà có ai chết mà nghèo mà không có tiền đóng hòm đó, thì ổng lấy dán lấy cây ra ổng đóng hòm, gỡ lại cái hòm tạm thời để mà chôn thôi, chứ không phải đẹp đẽ gì. Đấy, cho nên là sau này tôi lên tôi thấy lâu lâu có người chạy lại, chú Tám ơi, bác Tám ơi, ông gì bà gì chết không có hòm. Thế là ổng lôi dán ra đóng hòm đem cho. Đấy, cho nên ổng xây dựng được phong trào. Thì tự nhiên nó có phong trào thì cái tổ chức đảng bộ ở đó người ta mới cho người đi tìm ổng. Tìm ổng bắt đầu mới là tái lập cái hoạt động trở lại. Rồi sau đó là ổng làm bí thư cái thị xã Cồng Chàm. Rồi tới năm 60 thì rồi với đảng bộ Việt Kiều Campuchia mới điều ổng từ Cồng Chàm đi về Nam Giang làm là chánh văn phòng đảng bộ Việt Kiều Campuchia Nam Giang.
Thì trong thời gian làm chánh văn phòng đó là mới được phân công cùng với ông Dương Quang Đông là tổ chức tiếp liệu cho Trung ương cục. Thì ông làm được mấy tháng thì bên quân đội mới xin ông qua quân đội, cho nên mới chuyển ông qua quân đội. Còn gia đình tôi, bà già tôi với má tôi ở lại. Thì hồi lúc mà ông ở Sài Gòn, tôi nhớ có đi lên thăm ông. Và đi lên thăm ông thì nhà nghèo, kiến thức không biết. Cho nên lúc đó ông ở dùng chợ quán thì đưa một đứa em gái kế tôi, nó một tuổi mấy, lên trên này rồi nó bị viêm phổi nó chết. Thì bà già tôi về thì mới sanh đứa em kế tôi hiện nay là kêu là thứ ba, thực tế là đứa thứ tư. Ông lên trước rồi là đâu năm 56 đó, ông mới viết thơ về kêu bà già tôi lên. Bị ông nói là chính quyền Ngô Đình Diệm nó bắt từ cán bộ từ trên xuống, bắt xong rồi nó sẽ là nó giải quyết từ 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 tới cuối cùng nó sẽ cấp thấp là bắt, cho nên bà già tôi thế nào cũng nằm trong cái diện đó. Còn nếu không nó dùng cái chính sách là gì, nó dùng người của nó đến nó tán tỉnh vợ con cán bộ mình, nhất như những bà già nó ly gián, thậm chí nó lấy luôn để nó ly gián. Đó là cái thâm độc của chính quyền Ngô Đình Diệm mà những người sau này họ không hiểu. Họ nói là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhân đạo thế này thế kia, mẹ nó thâm độc lắm. Và rất nhiều cán bộ cũng bị trường hợp vợ cuối cùng lấy cảnh sát Nguyễn đấy, trường hợp xảy ra nhiều. Cho nên ông già tôi biết trước chuyện đó, cho nên ông nói với bà già tôi phải tìm cách đi lên. Thì lúc bây giờ nhà thì nghèo, cho nên là ông ngoại tôi còn sống thì ông không chịu cho bà già tôi đi. Ông nói đi lên biên xa lắm, cho nên ông không chịu cho đi. Cái chừng sau này ông ngoại tôi mất vào cuối năm 56 thì lúc bây giờ bà già tôi mới đi được. Mà lúc bây giờ tôi còn nhớ là má tôi có kể, nói ba mày trúng số gửi 1.000 đồng về để làm thủ tục đi lên. Tức là lúc bây giờ từ miền Nam đi qua Campuchia đó, mình phải làm cái lacé passé chứ không phải là hộ chiếu, không phải đi visa, để đi qua biên giới. Thì mới lên nhờ công chú ông Tư Định ở chợ quán đó. Ông mà tôi nói ông làm cảnh sát của chính quyền mà ông làm thời pháp, cho nên sau này thằng Diệm đi về nó cũng cố rồi, nó cũng đuổi ông ra cho nó cho ông làm nữa. Nhưng lúc đó ông còn làm việc thì ông mới làm giấy tạm tờ này kia nọ, đưa bà già tôi với đứa em là đi lên Campuchia. Mà lên tôi nói thật cô, tôi nhớ hoài cảnh là đi xe đò từ Sài Gòn lên tới qua biên giới một bài, lên tới thủ đô Campuchia. Thì đi trên xe thì bà già tôi có làm quen với một cái bà ngồi kế bên, bà người Việt. Thì bà mới nói là tôi cũng lên trên chợ ở trên Nam Giang để thăm bà con. Thì bà già tôi mới nói là tôi lên Nam Giang, tôi còn đi lên Ông Tràm nữa mà không biết đường xá, bị lần đầu tiên đi mà. Thì bà kia nói thôi được rồi, chỉ để tôi vô nhà người quen rồi tôi nhờ người ta đưa. Vô nhà người quen xong cái bà đó mới nói trong nhà mới cử một người con, mới đưa bà già tôi ra bến tàu. Đấy, hồi xưa họ tốt ghê lắm. Đưa ra bến tàu rồi xuống tàu. Xuống tàu rồi tôi nhớ là ngồi trên tàu, mà tàu từ đó đi theo sông Mê Công đi lên, ngược lên Ông Tràm là tối đi sáng nó tới. Rồi đi trên tàu thì tàu vắng lắm, tàu nó có sàn trên sàn dưới thì ở tầng trên. Tôi nhớ tối đó tôi nói má ơi con đói quá, má tôi nói hết tiền rồi con, nó là đi tới đó là hết tiền rồi. Nên má tôi nói có mấy bà bán cơm cũng lại xin, lúc tôi đó tôi 4 tuổi, để tôi cũng lại có 3 bà đang ngồi bán cơm người Việt, bán cơm để trong thúng nè gói bằng lá sen. Tôi cũng đến mình nít mình đâu có biết gì, đến nói dì ơi con đói quá, dì có cơm cho con ăn. Cái ba bà quay mặt dòm tôi, không nói gì hết. Đâu khoảng cỡ 50 giây vậy đó. Cái ông bà mới lôi cái lá sen ra, bà mới múc cơm vô. Rồi mấy bà bên kia, bà mới lấy mấy cái khúc mà lạp xưởng mà ngắn ngắn chắc cỡ bán dở vậy. Bà bỏ vô đâu 3-4 cái vậy đó. Còn bà lấy cái chai xỉu, bà xịt vô, tôi bưng một cái, nghĩa là hai tay bưng cái lá sen á, là đựng cơm mà đem về ba mẹ con ăn. Tôi nhớ hoài cảnh. Thì sáng lại là lên tới cái bến đò Công Chào, trời sáng sớm còn là mờ sáng. Thì lên đó tôi nhớ tôi đi là tôi ôm theo cái đờn vô lông của ông già tôi đóng, không đóng cái đờn vô lông. Lên tới nơi thì thấy một anh cảnh sát đứng trên bờ, bà già tôi mới đến nói tiếng Việt chứ đâu biết tiếng Anh, thì mới đưa cái địa chỉ ra. Mà cảnh sát công chiên lúc giờ có người nó biết tiếng Việt à, nó cũng đọc cái, bị cái địa chỉ là Dương Minh Của là bác Tư tôi. Thì anh cảnh sát anh mới đọc cái Dương Minh Cha, chữ Của viết hơi dấu vậy cho nên anh nói là Dương Minh Cha. Cái má tôi nói không phải Dương Minh Của, Dương Minh Của ơi đi. Cái nó kêu chiếc xe đạp lại, cái là nó ba mẹ con lên ngồi cái ảnh xe đạp. Lúc bây giờ cảnh sát chạy xe đạp
anh chạy trước là kêu xe rồi một rồi chạy sau tới ngay nhà bác Tư, tôi cái anh để tới nhà đó rồi nó bỏ đi. Đây, lúc bây giờ mới kêu cửa này kia nọ mọi người mới xuống. Cho nên chính vì thế là gia đình tôi là quê Rạch Giá, nhưng mà lên Campuchia từ ba tôi lên trước, tới gần cuối năm 57 thì mấy mẹ con mới lên sau. Ở tỉnh Công Chàm tới năm 61 theo cái điều kiện hoạt động của tôi mới về Nam Giang. Cho nên lúc bây giờ tôi lên trên đó đi học thì bị cái đám trẻ con Campuchia nó chửi tức lắm. Cho nên tôi mới nghĩ trong bụng, bây giờ là tại vì Ngô Đình Diệm nó bắt gia đình tao tao phải lên đây ở, chứ mai mốt mà tao đánh Ngô Đình Diệm xong rồi tao về Việt Nam cho tao khỏi xứ mày nữa. Rồi 4 năm tuổi tôi đã suy nghĩ như thế rồi. Mà suy nghĩ đó mình đi tới chỗ cực đoan của ý không? Học chữ không chịu, tôi không thể học. Mà học ngộ lắm, mà ông già tôi ổng không cho vô trường dòng học. Bởi ông nói mày vô trường dòng học á, Thiên Chúa giáo nó giáo dục mày riết mày chống cái nạn. À, cho nên học trường tư à, có một cái cô giáo của dạy trong nhà mới đưa đến học. Thì ông đó ông cũng làm thợ mộc biết không già tôi vô học, vừa học một lúc chữ Việt chữ Campuchia chữ Pháp học luôn cùng lúc ba thứ chữ à, mà tôi con gái là hồi mà tôi Rạch Giá rồi ngoại tôi còn sống đó, ông đã dạy tôi đọc chữ được rồi à, hồi lúc 3-4 tuổi tôi đã đọc chữ được rồi, cho nên vô học lẹ lắm. Rồi mình cứ nung nấu đến lúc nào mình phải về Việt Nam chứ mình không ở xứ Campuchia. Cho nên nói về Campuchia là tôi cũng hơi biết một chút. Cho nên tôi có nói là Khmer Đỏ đánh mình tôi không ngạc nhiên chút nào. Nhưng cái mức độ nó đánh thì tôi không hình dung. Nhưng tôi biết nó phản mình. Trước đây họ không dám động tới người Việt Nam. Nhưng khi tới năm 55-56 trở đi họ chửi mình. Là khi được Pháp trao trả độc lập. Đấy, thì lúc bây giờ họ lên mặt họ coi mình không ra gì cả. Còn cái thời Pháp thuộc người Campuchia gặp người Việt Nam thì chúng ta có khi không dám ngó kìa. Bởi người Việt Nam là Pháp nó tự nhiên nó là nó đưa người Việt Nam lên đứng trên cái hạng của người Campuchia nữa. Nó như khi họ có quyền rồi họ biểu hiện như thế. Tôi nói hồi lúc mà tôi đóng quân trên Campuchia hồi năm 70 đó, sau năm 70 khi đánh lên trên đó đó là tôi qua cái vùng ở cái vùng rừng cao su bên kết đó, là có một hôm ở trên mới yêu cầu cho một xe chở một xe vũ khí đưa vào căn cứ không Khmer Đỏ. Đi tới nơi rồi thì hai anh em là đi lúc bây giờ cũng hai lái xe là hai anh em nói vô rồi nó tiếp đãi cơm nước thì kia ngon lành lắm, rồi thuốc khúc này kia nọ hắn cọc phê sữa đàng hoàng. Xong rồi cái nó nói thôi hai anh về đi. Nói, ủa mấy anh phải chất hàng xuống tôi chạy xe về. Nói không, xe này là của dân dân Campuchia, mấy anh qua đây đánh lấy được thì bây giờ cho vũ khí rồi phải cho luôn xe. Thôi mấy anh về đi, hai anh phải đi bộ về, mình ở trong căn cứ đó mình đâu dám làm gì. Sau đó mới báo cáo cán bộ làm việc với họ gần một tháng sau mới lấy được chiếc xe đó. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai lúc mà tôi sắp sửa rời khỏi trường là năm 72 là hai anh em đi một chiếc xe khác ở cái vùng khác chứ không phải vùng đó. Lúc đó qua sông Mekong rồi đi công tác về tới trạm gác nó bắt dừng lại rồi là nó tịch thu xe luôn. Hai anh này chần chừ nó lấy AK nó bắn lên trời, hai anh này phải bỏ chạy về mất luôn chiếc xe chạy về nhà. Mà tối hôm đó là tôi chờ chiếc xe đó về để tôi với ông hiệu phó đi công tác xuống dưới miền Tây Nam Campuchia, miền Đông Nam Campuchia chờ qua tới giờ hai ông chạy hớt khả hải về nói nó lấy mất xe rồi. Sáng hôm sau đi tìm không ra chiếc xe đó. Sau này khi tôi về cục rồi đó, gặp lại anh em ở trường lấy xe tôi cũng hỏi cho nó là như vậy là gần 4 tháng sau nó mới trả chiếc xe, mà chiếc xe tan quang trần rồi. Cái tính cách người Campuchia là như vậy. Và lúc đó là tôi qua đóng quân ở cái phung Cà Nhang rừng cao su bên kết đó, có gặp một cái anh ảnh làm chủ tịch của cái xóm đó. Ảnh chỉ thể hiện cái chuyện là ủng hộ cách mạng Việt Nam thôi, bộ đội Việt Nam thôi, là nó quy cho ảnh là tội phản quốc, nó tìm cách ta bắt ảnh. Đơn vị chúng tôi phải đem giấu ảnh ở một cái nơi khác, và sau này khi bộ đội mình về miền Nam mà vợ chồng con cái ảnh chạy theo về Việt Nam luôn chứ không dám ở. Anh nói tôi rỡ ra mặt là nó giết tôi. Bởi tuổi này ghê lắm. Mà năm 70 chị biết không, chúng tôi ở bên đó là cán bộ Campuchia tập kết về đông lắm, đi từng đoàn khoảng 200-300 người, 200-300 người thôi. Rồi sau đó một thời gian khoảng cỡ vài ba tháng thôi, đơn vị tôi chuyển dùng. Trước khi chuyển dùng thì cho người đi nghiên cứu đường trước.
Thì mấy anh em đi nghiên cứu đường về, nó nói là gặp lại cũng cái dân đó, chứ không phải gặp lại những người đó, nhưng những cái người trong những đoàn đó thì họ nói rằng tụi tôi về đây là tụi Pol Pot là nó không cho công tác. Nên đây là mấy anh phải đi ra rẫy tăng gia sản xuất để mấy anh học tập, anh gột rửa cái đầu óc thân Việt Nam đi. Năm 73 tôi đi theo một đoàn bác sĩ đi qua cái vùng cao su, chúp đồng điền cao su Bình Giang, trị bệnh, đưa mấy anh bác sĩ qua trị bệnh cho anh giám đốc thương nghiệp khu 203 để anh bị bệnh. Thì lúc bây giờ họ cũng tập hợp cái số bác sĩ mà học Việt Nam về để chúng tôi ở trong cái lẫm lúa như thế này nè. Thì mấy anh bác sĩ, mấy chị bác sĩ họ nói số phận tôi bi đát, không biết ra làm sao. Bởi vì là những người nào mà không nghe lời tụi nói trong này thì từ từ tự nhiên mất, tự nhiên mất, tức là đang đi thú tiên. Cho nên họ nói là bây giờ ở đây ở cho chúng tôi giống như là đến từng ngày thôi, không biết số phận mình là còn sống chết lúc nào. Rõ ràng là nó diệt hết. Và ngay cả người dân cũng vậy, sau này hễ mà nó biết về thân Việt Nam là nó giết trước cái thời của sau này đó. Cho nên lúc bây giờ anh em là tức lắm. Mấy cái tụi này mình đem quân qua mình đánh giải phóng cho nó thế này thế kia, mà nó mai mốt tụi mày mà chạy qua Việt Nam là tôi không cho qua. Tụi mình nói tới chừng nó chạy qua Việt Nam là mình phải cho. Bởi vì chỉ có những anh theo Việt Nam mới chạy qua Việt Nam thôi, mà cái kiểu của nó như thế này đến lúc nào cũng có những người phải chạy qua Việt Nam. Lúc đó tôi nói vậy, tôi nhận định như thế. Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ phản. Nhưng thật ra là mình không nghĩ nó phản tới cái mức mà nó đem quân qua nó đánh chiếm lại Sài Gòn, nó tàn sát dân mình. Thì cái mức độ tàn ác hơn thì tôi không nghĩ tới, nhưng tôi nghĩ đến lúc nào nó phản. Và sau này tôi gặp một cái ông Ba Vũ. Ông Ba Vũ là đoàn phó đoàn 17 ở Cần Thơ. Ông bây giờ đại tá. Ông mới kể rằng hồi năm 63 hay gì đó, thì Pol Pot, Yen Sary với hai ba anh nữa, là lúc bây giờ mấy anh về ở Phnom Penh, anh đấu tranh nghị trường, anh nghe là tham gia bầu cử để tranh cái ghế trong Quốc hội Campuchia. Nhưng mà vô đó thì anh ở trong Quốc hội Campuchia mà anh vẫn đưa quân Tàu Móc đánh phá ở cái vùng Campos. Cho nên Sihanouk tức mình là nó bắt mấy anh này, thì mấy anh nó bỏ chạy về trong chiến khu của mình. Chỉ có khi Sihanouk chạy không kịp nó bị bắt cái loại thôi. Thì mấy ông nói là mình phải tiếp đón họ, phải thuê một người đầu bếp ở đồn điền cao su chúp là người Việt Kiều biết nấu món ăn Tây, vô căn cứ của mình đi mua thực phẩm, tất cả các thứ là nấu ăn phục vụ như là còn hơn tướng của mình. Nói chung tiêu cho ông Ba Vũ nói là tướng của tá của mình, lúc cái chưa có tướng, tá của mình ăn là không bằng mấy thằng đó. Nhưng ông nói là láo cá nhất là thằng Yen Sary. Có những bữa là lên nó không thích cái thức ăn đó, nó gạt một phát là đổ sạch thôi. Đó là thái độ Yen Sary. Ông nói thằng Pol Pot thì nó đỡ hơn, như Yen Sary là cái thằng láo cá nhất rồi. Rồi nó đề nghị mình cung cấp vũ khí cho nó để cho đánh Sihanouk. Mà lúc bây giờ mình không thể làm được chuyện đó, bởi vì mình đang còn ở, mình dựa đất người ta, đúng không? Để mình lo cuộc chiến đấu của mình. Thì mấy ảnh mới viết thơ gửi cho Trung Quốc. Sau đó một thời gian, Trung Quốc đề nghị mình đưa cái nhóm qua Trung Quốc.